B shop. Xin chào các bạn. Tiếp theo mình giới thiệu cho các bạn một cái dòng laptop. Dòng này dành cho doanh nhân nha các bạn. Dòng Toshiba Dynabook dòng 13.3 inch nha. Đây là cái bề ngoài của cái laptop. Đây, các bạn xem sơ qua. Đây là vỏ zin của nó. Toshiba Dynabook được thiết kế với cái vỏ nhôm nha. Kiểu dáng rất là mỏng, khoảng chừng 1 cm nha các bạn. Đó. Nhẹ khoảng chừng 1.1 kg. Thì laptop hỗ trợ cổng LAN nè. Đây là hai cổng USB 3.0. Đây là đọc thẻ nhớ SD nha. Đây. Chúng ta xem sơ qua ngoại hình của nó. Ở phía dưới là hai chiếc loa, đèn tín hiệu, và bên đây cũng có một chiếc loa nữa nè các bạn. Đó. Đây, cổng audio, vừa là phone và vừa là mic luôn nha. Một cổng USB 3.0, cổng HDMI, cổng VGA, và cuối cùng đó là cái kết nối với cục sạc để sạc cho pin cho laptop của mình. Đây là mặt dưới của máy. À. Bây giờ mình sẽ tiến hành khởi động cái máy lên thử nha. Để các bạn xem tốc độ của nó. Chúng ta mở nút nguồn. Đây là đèn tín hiệu nha. Yeah. Máy có Bluetooth nè, rồi các màn hình HD, cạc LAN, Wi-Fi, CPU là i7 đời 4, i7 4500 nha. Được hỗ trợ ổ cứng là 120GB. Pin mấy dòng này thì có thể là trên 4 tiếng, 5 tiếng hoặc 6 tiếng tùy ứng dụng các bạn sử dụng nha. Pin thì trên 4 giờ nha các bạn. Hỗ trợ đầy đủ các cổng VGA, HDMI, USB 3.0, cổng audio, phone và mic nha. Mỏng nhẹ 1.1 kg. HP Shop. Xin chào các bạn.